Thưa quý vị, trước nguy cơ bùng phát dịch tại các kiệt hẻm có mật độ dân cư đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu ngành y tế và các địa phương cân nhắc phương án giãn cách tại các khu vực nguy cơ cao để phòng chống dịch. Đà Nẵng đang ở trong giai đoạn xét nghiệm hộ gia đình lần thứ 5. Trước đó, sau 4 lần triển khai xét nghiệm hộ gia đình, số ca mắc mới trong cộng đồng vẫn còn. Vấn đề đặt ra hiện nay đó là làm thế nào để xử lý và khống chế được dịch trong các kiệt hẻm, nơi có mật độ dân cư đông. Qua phân tích số liệu thì chúng tôi nhận thấy là gần 2/3 các số trường hợp F0 là những cái bệnh nhân nằm trong các kiệt hẻm. Thì trong các kiệt hẻm như vậy thì cái điều kiện là thứ nhất là nhà cửa nhỏ hẹp, thứ hai là mật độ người đông và thứ ba nữa là cái môi trường không thông thoáng. Chính vì vậy mà cái nguy cơ lây lan trong các kiệt hẻm là rất lớn. Chính vì vậy nếu chúng ta phong tỏa không đủ diện tích thì như vậy là không có ngăn cắt đứt được cái nguồn lây bệnh tại các khu vực này. Thực tế cho thấy khi có một ca dương tính trong các kiệt hẻm thì nguy cơ lây nhiễm cho cả các hộ liền kề là khá cao. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, với tốc độ lây lan của biến chủng mới, hiện F1 không nên chỉ cứng nhắc ở việc tiếp xúc với F0 mà phải xác định là người dân ở những nhà liền kề xung quanh. Vì vậy, các địa phương cần rà soát, chuẩn bị phương án giãn dân tại các khu vực kiệt hẻm nhỏ hoặc chung cư đông dân. Đối với các cái kiệt hẻm, CDC phải xuống cùng với ngành y tế đánh giá cái việc xác định khu vực phong tỏa, cũng không thể buông xuống cho địa phương một cách nó đơn giản được. Tôi đề nghị là ngành y tế và CDC phải là người giám sát và xác định đúng cái phạm vi đó, còn quyền quyết định là của các cái quận huyện. Thực tế cho thấy có những địa phương phong tỏa quá rộng, một số thì phong tỏa quá hẹp, khiến không thể bóc tách hết F0 ra khỏi cộng đồng. Việc thay đổi phương thức tiếp cận, linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh trong lúc này là vô cùng quan trọng để chuẩn bị cho giai đoạn thích ứng mới với chiến lược chống dịch phù hợp sau ngày 5 tháng 9.